anh khang à anh đi không phải tự nhiên mà mà không có lý do mà em lại nói là là em thích chị tư hát nhạc trẻ đâu anh ừ, anh có biết lý do sao không sao coi như là từ khi mà chị tư chỉ chuyển hệ qua chị hát bolero nè hát dân ca rồi các kiểu ha thì có nghĩa là lâu lắm rồi em không được nghe chị tư hát nhạc trẻ lâu lâu nó giật lại một cái lâu lâu nó giật lại một cái dài câu á anh biết không ở những cái chỗ mà người ta mở lại cũ trời ơi giống như là chọt vào chỗ ngứa em vậy À. Đó, cho nên em đại diện cho một trong những cái fan mà đã lâu rồi không được nghe nhạc trẻ Em mới ủng hộ, em mới bình chọn chị Tư hát nhạc trẻ À, bây giờ là anh biết là mọi chuyện trên cái cuộc đời này nó đều có lý do của nó Dạ Có thể là cái tuổi thơ của em Cái hồi mà em nghe nhạc là em đã nghe chị Tư hát nhạc trẻ đầu tiên cho nên em thích đúng không? Dạ đúng, đúng không Nhưng mà ở đây thì có nhiều người thì lại bật radio hay là cassette nghe từ cái giai đoạn đầu là chị Tư hát bolero nếu chẳng ví dụ như vậy chẳng hạn yeah. như anh à, cho nên là anh thích cái dòng nhạc kiểu mà bolero hay là dân ca bây giờ mình không hay ấy. mình xuống mình làm một cuộc phỏng vấn bỏ túi xem coi là khán giả ở đây họ nghĩ như thế nào khi mà chị tư chuyển sang một cái dòng nhạc khác chứ đừng dùng từ chuyển hệ nha chuyển sang một cái dòng hạt khác tiếc cơ hệ của chị tư thì vẫn như vậy nha à, bây giờ mình yeah. xuống mình uh, giao lưu với khán giả đi em, yeah. nha dạ yeah, yeah. đây bây giờ chúng ta hỏi thử coi rõ ràng là mình phải yêu thích giọng cao của chị tư thì mình mới ngồi đây đúng không mà mình còn ngồi ng ngay chính giữa là trực diện lắm nè thì à, theo bạn bạn thích chị tư à, hát dòng nhạc nào trẻ hay là sau này là dân ca trữ tình hay bolero chị, à, chỉ cần chị tư hát thì dòng nhạc nào cũng thích ạ chỉ cần chị tư hát thì dòng nhạc nào cũng thích quả là một fan của chị tư đúng không ạ? À? chỉ cần chị hát thôi em yêu hết tất cả không biết là người kế bên người cái bên nè mình là bạn thân nè mình thấy ngồi thân với nhau nè chơi chung với nhau nè hy vọng là câu trả lời khác nhau ha à, Theo bạn thì bạn thích chị tư hát thể loại nào thể loại nào làm cho bạn coi như là cơ thể mình sẽ nghe và mềm nhũng ra gọi là phê theo nhạc đó ờ, dạ em thích tư hát nhạc trẻ đó thấy chưa thích giống em nè thích tư vậy thì tư của bây ngày giờ xưa. hỏi thêm một câu nữa hãy nói cho anh biết Lý do vì sao chị Tư chuyển từ dòng nhạc trẻ sang dòng nhạc bolero dân ca? Vì đấy là đam mê của chị ạ. Đam mê? Tại vì chị thích thôi đúng không? Câu trả lời đơn giản. Cảm ơn em. Trời hai anh em đứng kế bên nhau rất là đáng yêu luôn đó. Bây giờ mình hỏi thử một bạn nam nè, em đứng dậy cho anh hỏi một cái coi. À, theo em thì cái lý do gì mà chị Tư chỉ chuyển từ dòng nhạc trẻ sang dòng nhạc bolero với dân ca? Theo em nghĩ thì nó là theo từng giai đoạn. Dạ, như là tuổi thơ của em thì gắn liền với bài uh, uh, Biết Yêu Khi Nào. Rồi sau này thì uh, đi làm rồi thì mình uh, lại, lại 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 thích cái dòng nhạc bolero. Rồi, cảm ơn em. Sao em? Cả gia đình em cũng vậy. Cả gia đình em. Vậy bây giờ bà ngoại nghe dòng nhạc gì em? Bà ngoại nghe Cải Lương. À, bà ngoại nghe Cải Lương, còn mẹ em? Mẹ thì bolero. À, còn em? Em thì cả ba. À, như vậy là em là tổng hợp của bà ngoại và mẹ. Vâng, tuyệt vời. Cảm ơn em, đưa cái vị. <laughs> à như vậy để cho thấy được một điều đó ủa thằng em thất lạc của tôi dạ rồi. em ở đây em ở đây rồi ờ à, à, rồi em rồi. ơi sao em hay đi vùng sâu vùng xa vậy em không đến như thành phố đô thị dạ những cái nơi mà đẹp đẽ anh dành hết rồi à dạ à chào bạn dạ. theo bạn thì bạn thích như thế nào dạ theo em được biết là tư không có chuyển mà tư hát song song cả hai thể loại đó là trẻ và à. Với lại là cái thể loại em thích Tư hát đó là uh, Nhạc trẻ, dân ca, chữ tình, bolero, cải lương Hát thử một câu cho anh nghe coi Một câu nào đó mà em hâm mộ của chị Tư Cẩm Ly nè Nè, hát đi, anh dán huy hiệu fan cứng cho Không, em cứng sẵn rồi Em <laughs> cứng sẵn à? rồi hả? Rồi Ai buồn sau câu Ai đau trong lòng Ai không quên bạn ai sầu tình chung ai đau lẽ lôi Trời ơi, con bé hát được nha quý vị, hát Đó, okay. ổn mà dễ thương. Bây giờ qua đây hỏi mấy chị áo dài này đi. Trong số những cái trang phục mà chị Ly mặc, ví dụ như là váy dạ hội nè, áo bà ba cũng có nè, áo dài cũng có nè. Thì chị thích chị Ly tỏa sáng với cái hình ảnh nào nhất? À, chị vẫn thích uh, Ly uh, mặc áo dài áo dài giống như mình đúng không? Rất là đẹp, rất là đáng yêu. Cảm ơn chị. Bây giờ hai anh em mình phải giới thiệu vô cái ca khúc tiếp theo. Dạ. Em đứng đây, em đứng đây. Rồi. Anh thì anh chỉ đưa ra cái gợi ý thôi em giới thiệu ca khúc tiếp theo. Đây là bài hát có bốn chữ. Đây là một bài rất hay luôn. Một bài rất hay, có bốn ừ. chữ. Fan hâm mộ của chị Ly là phải biết. Bốn chữ. Đúng. Bài hát được mang tên Người cướp tình yêu. Mời quý vị chúc ta cùng đến với phần thể hiện của nữ ca sĩ Cẩm Ly.